Xin chào tất cả các bạn. Sớm quá. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang ở một khách sạn ở đó ở Sài Gòn, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tham dự một cái buổi sinh nhật của con gái sếp. Con gái sếp Bàn Hoàng Lộc. Đây, tên của bé là bé Minh Nghi ha. Cha đặt tên con hay quá. Cha họ Bang thì con tên là Bang Minh Nghi. À không, có cái chữ lót nữa. Để vô coi cái chữ lót là cái gì. Lúc nào mình cũng muốn chụp hình mấy cái bạn đang đứng ở trong đó, tại vì nó rất là đẹp. Cái điều đặc biệt nhất của cái việc là tổ chức sinh nhật ở đây á, là ngày xưa Lộc nó cũng tổ chức đám cưới ở đây á, thì giờ nó tổ chức thôi nội cho con nó ở đây rồi. Đây là bàn tiệc danh dự ha. Đây, đây, đây có phải là cái bàn tiệc mà tất cả mọi người đi ăn đều ăn trực không đóng tiền không? Ủa? Ủa có hả? Ủa phải trong đó là cái thẻ giảm giá hay thẻ Mobi gì không? Vậy dài không? Dài không? Các chú gà láo hả? À. Đơn giản thôi, bên ngoài đơn giản, bên trong nhiều ớt. Bạn cho hỏi phải chỗ này chỗ đám cưới bạn hồi xưa tổ chức ở đây không? Đúng rồi. Giờ tổ chức sinh nhật con bạn ở đây. Đúng luôn. Vậy hả? Ừ. Hay quá, con bạn chữ lót là cái gì vậy? Chữ lót Minh. Bạn Minh Nghi. Bạn Hoàng Minh Nghi. À là thế chứ lót chữ Hoàng. Dục. Giờ chúng ta sẽ mặt con của sếp cái. Con chào chú Nam. Hello bé Nghi. Nay sinh nhật con đúng không? Bé Nghi đang bú. Con biết là đón ba mẹ tổ chức đám cưới ở đây luôn không? Chú biết là ba mẹ con làm biết tìm địa điểm khác nên tổ chức ở đây chứ không gì hết á. Ôi mắt to tròn quá, chẳng giống. Hello đi con, hello đi. Hello, hello đi, hello đi. Hello đi con ngoan, hello đi cho mẹ đi. Đúng rồi. Giỏi. À chú. Biết ạ chưa? Giỏi. Biết ạ luôn hả? Biết hết rồi. Trời ơi. Thông minh sáng sủa đẹp như vậy chứ đâu phải như Lộc đâu hả? Con cảm ơn mày khỏe xinh đẹp. Con cảm ơn chú Thái. Ạ đi ạ đi ô ạ đi. Hai ông giống ba hai với lên lại, không với lại với lại chút là phải mà phải đừng có khó gần với ba con phải không? Một cái nó đừng có ở như ba con. Đây, cho mẹ chứ không có cho chú nha. Cho mẹ đi con. Mẹ. Để mẹ trang trải chi phí con ạ. Cầm đi con mẹ. Chưa gì tuổi nhỏ nó được cầm tiền nhiều vậy rồi ha. Chứ đâu phải như anh với Vinh không vậy nè. Hai mình tổ chức sinh nhật của mình ở đây không? Còn giống mấy bạn qua ghi chúc mừng sinh nhật Vinh luôn. Hình này là anh chụp hết á. Lúc đi Đà Lạt nè anh chụp hết. Nói chung là cũng có cống hiến ha. Sau này mình nghe nó lớn thì cũng nói là ơi chú Nam nó từng chụp hình con vậy đó con. Sau này lỡ mà trở thành hot girl cái chịu follow chịu like rồi thì mình qua anh nhắn con nhỏ chú chụp hình con nhờ con bố cái hình áo con nét này cái được không. Này là bé đâu là bé đúng không? Xin hỗ trợ luôn á. Nó hài lắm, nó nhắn em. Here I have a good news and a bad news for you. What one would you like to hear first? Cái em nói, you win COVID? Yes, what if? Cái em hỏi, what side? Cái nó nói, here's the bad news. Sao vậy? 18. Mua vài chồng bông. Ê, thằng ca mua được á, đem về trưng trong lab đi chen kế bên mấy đôi em cho thằng ba ngày xưa anh mua size 17, 18 đó. Em phụng quá rồi đó. Em muốn một được hai còn gì nữa. Ừ. Muốn size 9, bây giờ người ta chọn 2 size. 2 size, size 18. Tự nhiên em mua được 4 rồi. Có nghĩa là có nghĩa là em làm hai chân vô chân mà. Một lần nữa xin giới thiệu là bài này giới thiệu lại nha. Là có đưa tiền, ha. Có ăn, có trả tiền đàng hoàng chứ không phải là tới không. Có gặp khó khăn gì trong việc tổ chức sinh nhật cho con mình không anh sếp ơi? Lựa chọn món. Nhiều món dữ hả? Ừ. Tốn kém dữ không? Tốn kém chứ. Đòi bữa giờ. Như vậy gì? Đòi bữa giờ. Vậy hả?
chắc để dành cũng cả tháng trời tôi sẽ sinh nhật cho con được hả? Thì cũng rồi. Mà hy vọng có gỡ què đúng không? Đó, mình không hy vọng trong cái thời điểm này. Vừa chín đúng không anh? Vừa chín thôi. Sao sao mình không có một cái Miro đứng khai tiệc là giới thiệu lý do đồ các kiểu đồ kỹ vậy? Quay. Kỳ ghê luôn. Cái này là dài hả? Cái này là dài. Không nhét vô túi quần á, nhét vô háng á. Để vô giữa háng á. Ừ, rồi để che lại cái phần xấu xí nhất của mình ha. Anh thấy á, mày quấn cái đầu anh thấy ta. Che nó béo hoàn thành đỏ. Còn nhiều lắm, còn súp nè, tôm nè, cá, mông cải nè, cơm nữa. Cơm, có cơm. Có cơm được không? Chắc bụng không? Hên là không có lẩu. Đừng có lẩu. Đúng là đặc biệt không bao giờ có chuyện ăn của hết. Đúng rồi, em tại sao? Tại sao? Có lẩu, lẩu nó nguy hiểm. Không bao giờ được có bạc thịt, có lẩu á. À, có lẩu ở Việt Nam chỉ là... ăn không sang đúng không? Không có năm sau đúng không sếp? Cắt cảnh tiện họ lấy cái bếp ra mini em bóng lẩu nha anh, em lên bóng lẩu nha anh. Còn cái của mini xong cái cầm một quẹt. Em rõ anh rồi. Là mới có một cái lần thôi. Ờ đúng một cái theo một cái ha. Là sao ý là nickname là gì? Nghi một răng. Là mới một răng nên gọi là nghi đúng một răng rồi. Bao lâu nay có một răng thôi nên là nghi một răng. Ráp nem à? Ráp nem. Đâu ráp dài thử con, sổ dài ba cái coi. One tip on the mic hả? Để mình kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Cái chỗ này là cái chỗ là gọi là ngày xưa là tổ chức đám cưới của mày ở đây đúng không? Đó là cái đám cưới mà giản dị nhất của mình từng được tham gia. Tức là mình đi vô trong đây xong rồi cái hỏi cô dâu chú rể đâu, cô dâu chú rể đang ngồi ăn ở trong. Xong rồi hỏi ủa vậy mình đã lỡ buổi tiệc nào chưa, thì mọi người đều nói nó tiệc gì đó, vô đây mọi người bỏ tiền vô thùng xong ngồi ăn với cô dâu chú rể xong ra để chụp hình về. Đây là cái đám cưới được gọi là tinh giản nhất mình đã từng được biết không, đúng như tính cách của Hoàng Lộc không. Và nay nó tổ chức sinh nhật cho con của nó ở đây thì chẳng có nói gì hết. Mọi người vô nhìn cháu con gái gửi bao lì xì con gái gái ngồi ăn đi anh em, anh ấy ăn đi, ăn đi. Y như bữa tiệc trong gia đình mà lại tổ chức ở một khách sạn 5 sao. Thấy kỳ không vậy? Rất kỳ anh. Ok, đành chịu sao giờ. Thôi.